Xin chào, chào mừng các bạn đã quay lại với trung tâm học cơ khí. Mình là Võ Trường Thảo và tiếp tục cái video hướng dẫn cái giày cao gót. Lúc trước chúng ta đã có cái video về phần số 1. Chúng ta vẽ những được cơ 2D và 3D đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta qua cái phần video số 2 này, chúng ta sẽ chạy những phần surface này, gót giày, surface bên kia ha, hai về surface này. Đế giày chúng ta làm rồi. Đây, đây là cái phần lót đế này ở dưới cái gót này ha. Rồi, ok. Các bạn mở lại cho mình cái file hôm trước ha, các bạn mở lại cho mình cái file hôm trước là cái file học cơ khí chấm dạy, học cơ khí dày phần 1 này nè ha. Đó, các bạn mở lại đây đây. Rồi, ok nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta ẩn những cái này đi. Đó, những cái này ta bấm vô đây, ta ẩn hết đi, tức là phía trên bên cạnh, rồi phía trên này chúng ta cũng ẩn luôn. Rồi, mặt len này chúng ta cũng ẩn luôn, chúng ta làm gọn lại, bớt cho cái phần này nó gọn lại. Rồi, ẩn hết luôn nha. Chúng ta để những cái chúng ta cần thôi. Rồi, cái đường giữa này chúng ta cũng ẩn luôn. Rồi, mấy cái mặt len này không xài, ẩn luôn, ẩn sạch sẽ hết. Chúng ta chỉ cần để lộ ra những cái đường của mình thôi. Ok, ẩn luôn. Đây, đường cơ nè, hai đường cơ nè ha, đường phía sau gót nè, cái đế nè, và cái này nữa, và cái đường ở offset này nữa ha. Đó, được không? Rồi, hầu như là đủ rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy surface. Các bạn vào cho mình đó là surface. Rồi, các bạn chọn cho mình đó là lệnh lock. Lock này nha. Lock. Rồi, ở đây chúng ta sẽ làm bên trước này trước đi ha. Ta chọn vào cơ này và chúng ta chọn vào cái đường ở phía dưới này các bạn, cái đế này, nhưng mà để đường trên nha. Đây, rồi đó là hai đường. Sau đó chúng ta vô cái cơ này, gai cơ chúng ta chọn cái đường này là 1, rồi chọn đường này là 2, đường phía một bên nào, bên nào chọn bên đó nha. Rồi, để cho đường này ha. Rồi, đường này, rồi đường ở chính giữa đây. Rồi, sau đó chúng ta hiệu chỉnh lại. Đường này là phải đường số 1 không? Đường này là số 4 không? Đây là số 1 này. 2, 3, 4, cái 4 này. Cái số 1 này, các bạn số nên này ra, các bạn chọn cho mình đó là Normal to Refine ha. Chọn Normal to Refine ha. Rồi, đường số 4 này, các bạn cũng chọn cho mình đó là Normal to Refine luôn. Rồi, Normal to Refine luôn. Rồi, xong mình tích OK. Rồi, xong một đường. Một đường ha. Rồi, tiếp tục. Thì chúng ta mượn lại đường này. Đó, xong rồi, đi surface của mình nhanh không? Có rồi, thì chúng ta chạy rất là nhanh. Rồi chúng ta quay qua bên này. Chúng ta chọn lệnh lock luôn. Lock, chúng ta tích vào đường curve này. Chúng ta tích vào cái đường dưới phía này. Đường dưới nhưng mà ở phía trên của mặt đế nha. Đây, đường này. Rồi, chúng ta chọn vào mặt này. Cái mặt chúng ta mới vừa lock xong này. Ta chọn cạnh này, cạnh của mặt đó. Rồi, đường đây. Đó, những cái đường cơ mà các bạn vẽ nó hiệu chỉnh á, các bạn bây giờ các bạn hoàn toàn các bạn chỉnh phòng ra hay là móp vô hay là cong uốn lượn như thế nào bạn chỉnh được hết. Rồi, đường này thì đường số 1 và đường số 4 này các bạn chọn cho mình đường số 1 này, các bạn chọn cho mình số ra, chọn cho mình đó là tangent to phase. Đường số 4 này các bạn cũng số ra, cũng chọn cho mình đó là tangent to phase. Rồi, xong, click OK. Đó, bây giờ mình được hai bên và bây giờ mình sẽ ẩn cái đường nét này đi ha. Khi các bạn chuyển qua này, các bạn chuyển qua ẩn cái đường nét này, các bạn thấy cái đôi giày của mình nó mượt không? Nó chuyển tiếp cái chỗ này nè. Đây, gần như là nó là một bề mặt luôn. Các bạn nhìn, các bạn đưa con chuột với các bạn mới thấy cạnh này thôi, chứ các bạn thả ra các bạn thì các bạn sẽ tưởng tượng như đó là một cái mặt chạy qua đây luôn. Đó, làm ta tắt cái đường đó thì các bạn sẽ thấy như vậy. Bây giờ mình bật lên lại để chúng ta thấy cái đường chúng ta làm tiếp. Bây giờ tới cái phần gót. Rồi, cái này sau như xong nha. Này, bây giờ mình xong này. Bây giờ tới cái phần gót. Phần gót thì có cái surface đây chúng ta có rồi nè. Surface đã có rồi nè. Rồi, bây giờ chúng ta mới sử dụng cái phần ta mới làm tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta làm tiếp ha. Các bạn có thể là chọn cho mình đó là lệnh lock tiếp. Lock này. Lock tiếp nha. Cạnh này. Cạnh này nè. Và cạnh này. Được chưa? Thì cạnh này nè, nó là star. Thì các bạn số ra. Các bạn chọn cho mình đó là star này. Các bạn chọn cho mình đó là normal to profile này. Đó.
Number to the file là cạnh này. Là cạnh số 2 này thì chúng ta không cần, n chúng ta không cần. Tại vì n này nó là đường 3D thì nó không number to the file được. Rồi bây giờ chúng ta mới chọn xuống gai cơ. Gai cơ thứ nhất là đường offset này. Rồi, gai cơ thứ hai là đường offset này. Gai cơ số 3 là đường offset dưới chân này. Vậy, cái đường curl chứ mới được offset. Chỉ có trên này chúng ta mới xài offset thôi. Trên này chúng ta mới xài offset thôi, chứ đường này đường curl nó tự vẽ. Đường này chúng ta curl tự vẽ. Rồi, đường offset, đường curl, đường curl. Rồi, xong chưa? Đó. Vậy là chúng ta có được cái mặt cong ở dưới cái phần cái gót này. Và nhìn nó ok. Ok rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta vẽ nửa gót. Và mình nói rồi, cái gót là mình không có vẽ hai bên, mà chỉ cần vẽ một bên được đối xứng. Cho nên chúng ta chọn vào mặt right. Mặt right ha. Chọn feature, chọn mirror. Chúng ta mới lấy body. Body ở đây ha. Mình mới click đây là 1, click đây là 2. Rồi, xong nhấn ok. Đó. Thì cái này các bạn kiểm tra nè. Surface này các bạn có mấy cái rồi. Surface nè. Surface nè. Đó, những cái surface này được không? Các bạn tạo cho mình một cái phần fill ở dưới gót này ha. Thì các bạn chọn cho mình đó là surface. Plana. Plana surface các bạn tích vô đây. 1, tích đây. 2, tích đây. 3. Rồi, 4. Rồi, tạo ra một cái plana. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục chúng ta mới tạo cái plana cho cái phần gót ở trên á. Chúng ta mới bịch cái phần gót ở trên này, nó mới tạo ra một cái gót kính nè. Rồi, bây giờ mình ẩn cái đế này đi ha. Cái đế này nè. Ẩn đi. Rồi, hai cái surface trên này mình cũng bấm mình ẩn đi luôn cho nó đỡ phải vướng. Ở đây, rồi bây giờ chúng ta hiện cái phần này ra, nó bị trống nè mọi người ha. Bị trống nè. Rồi, bây giờ các bạn mới sử dụng cho mình lệnh fill. Fill ha. Rồi, các bạn tích chọn cho mình thằng này, thằng đây, thằng bên đây, thằng ở đây. Cạnh này nè, nó cho các bạn kín lại. Rồi. Thì nó sẽ tạo ra một cái mặt fill ở đây. Các bạn chọn cho mình là còn nét thôi. Để mình xem thử là nó tạo ra cái mặt fill này nó có bị lỗi không nha. Nếu như bị lỗi thì các bạn xài cái khác. Rồi, thì ok. Thì ok đó, mặt này tốt. Mặt này tốt. Sau đó chúng ta mới cộng hết tất cả, nick hết tất cả này lại để chúng ta mới lấy được cái fillet chỗ này. Rồi, bây giờ mình nick nè. Nick cái phần đó, lấy 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, đế nữa là 6. Rồi, các bạn bấm vào mạch entity, bấm ok. Rồi, fillet cái đường chân này bằng khoảng mấy ly đây. Rồi, mình xem lại. Cái đường chân đó các bạn fillet cho mình khoảng 1 ly đi. 1 ly hay là 2 ly gì đó tùy. Bây giờ mình fillet mình coi nó là 1 ly trước đây thì tính ra 1 ly nha. Nhỏ quá ha. Nhỏ quá. Rồi, cho nó là 1.5 đi. Rồi, ok. Đó, là phần gót của mình nè. Phần gót của mình xong, thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái phần offset cho cái phần này để mình tạo một phần đế. Bây giờ mình sẽ vô surface, chọn offset surface. Mình sẽ nhập ở đây là 0.1, 0.1 ha. Hoặc bạn nào đặt là 0.2, 0.05 cũng được. Nó rất là nhỏ thôi, khe hở rất là nhỏ. Bạn chọn hết mặt đây là 1 nè, đây, đây, đây. Chọn vòng quanh hết này cho mình nha. Đó, cho vòng quanh hết. Rồi, offset nó đi ra ngoài. Bạn nào thấy vô trong thì bạn có đảo chiều vô trong này. À, vô trong nó bị vô trong thì không phải rồi, chúng ta đảo chiều ra ngoài. Đảo chiều ra ngoài ha. Rồi, xong rồi chúng ta bấm đảo chiều ra ngoài, nó vàng ra ngoài nè. Hai mình ta chiều ngoài vàng ra ngoài nè, dán ok nè. Rồi, bây giờ mình trim cắt bỏ cái phần đó đi. Bây giờ mình chọn trên mặt right, tạo sketch quay dựng nhìn vuông góc. Các bạn dùng cho mình một đường line ngang qua đây. Mình bị đo từ dưới đáy nè, đây tới cái điểm góc tọa độ rồi nè. Mình đo bằng 7 ly. 7 ly đấy ha. Rồi bây giờ mình mới xài surface, trim surface, mình bỏ phần trên này. Trên của cái phần này, remove phần trên này đi. Đó, thì có phải là chúng ta có được một cái phần bọc lót này không? Nó phải mỏng hơn, nó phải rộng hơn nè, để ta lót cái phần gót xuống. Rồi bây giờ mình thickening cho cái này ra. Thickening này ha. Thì mình xài là thickening này. Mình lấy cái này nè. Mình lấy cái đó, mình cho nó đi ra ngoài. Nó đi ra ngoài này rất là mỏng thôi. Mình nhìn cho nó không có bị thô cái gót này. Ví dụ như mình để 0.5 đi. Giả sử 0.5 đây, ví dụ mình để 0.5 hoặc là 0.3 gì đó. Rồi, ok. Mình nhìn cho nó có một cái độ. Thật ra thì ở ngoài nó dài hơn nha.
ở ngoài nó dày hơn, nhưng mà mình do kích thước ở đây mình làm nó dựa vào cái hình ảnh thôi chứ không phải là dựa vào kích thước thực tế của một đôi giày, cho nên là chúng ta để nó dày quá thì nhìn nó bị thô. Rồi bây giờ mình show lại mấy cái thằng kia thì các bạn cũng làm tương tự thôi, những cái này các bạn show lên, cái này các bạn cũng show lên đó. Rồi những cái đường nét này bạn không cần, cái này không cần nữa đúng không? Rồi cái 3D CAD này, cái 3D Curve này, Curve 1 này ta ấn luôn này, Curve 2 ta ấn luôn này. Xong cái này các bạn thích kình lên, cái này các bạn thích kình lên, cái này các bạn thích kình lên. Rồi thì các bạn mới tô màu vô đây, rồi các bạn cái phần đế chúng ta chưa show lên nè, phần đế ta chưa show lên thì nó sẽ là bên cái chỗ Solid Body đó, ta sổ ra, ta show cái thích kình này lên. Đó, nó đó. Được không? Ta tắt đường nét này đi. Rồi, các bạn sẽ thấy đây sẽ ra một cái đồ dày. Đó ha. Rồi bạn nhân đôi lên thì ra hai đôi, nếu như nó đối xứng người ta đưa ra hai trái, tại vì thường thường giày không ai một chiếc trái chiếc phải giống nhau đó, thường là chiếc trái nó sẽ cong vào một hướng khác, chiếc phải nó cong vào một hướng khác ha. Rồi bạn làm hai chiếc được không, đó khá là ok nha. Còn bạn nào mà cái chỗ này nè, chỗ này mà nó bị ánh lên một cái đường gãy, một cái đường gãy thì chỗ này mình sẽ có một cái cách khác, một cách xử lý khác được không. Rồi ok, như vậy là mình được hướng dẫn xong các bạn tạo, bạn tô màu thì các bạn cái phần vẽ con vịt hôm trước á mình có hướng dẫn các bạn tô màu bên phía option á, thì bạn sử dụng cái đó để các bạn tô màu lại nha. Còn cái này thì mình chỉ vẽ ra hình dạng này thôi, còn các bạn nick nè, thích kình nè, rồi fillet chamfer để chúng ta làm đẹp lại nè, rồi cho nó tô màu, dán logo, dán thương hiệu gì vào thì các bạn sẽ làm sao đây. Ok, phần số 2 này nó khá là ngắn gọn hả mọi người. Quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là những cái đường curve của mình, những cái đường curve, những đường 2D, 3D. Các bạn không có những đường đó thì bạn làm sao các bạn có được những cái surface này. Rồi ok, thì cái phần video số 2 này nó cũng khá là ngắn, cho nên là nhân tiện đây mình cũng có hướng dẫn, có giới thiệu cho các bạn một xíu ha. Bên mình cũng có những cái khóa học về SolidWorks cơ bản, nâng cao sheet metal của mình, rồi surface này nọ không ha. Thì bạn nào, nếu như bạn nào có nhu cầu học thì các bạn có thể là liên hệ với mình qua số Zalo 033 666 2767, hoặc các bạn có thể là vào trang web học cơ khí.vn. Rồi, đây nè. Các bạn có thể là vào trang web học cơ khí.vn này. Rồi, hoặc là các bạn vào cơ khí.org ha, cơ khí.org nha. Cơ khí.org. Đây hai trang này thì các bạn có thể là vào đây, các bạn có khóa học này, hoặc là phần tài liệu này, hoặc là những cái phần sản phẩm này đó. Rồi cơ khí.org thì trong này nó cũng có những cái link tải này, link tải phần mềm này, rồi những cái video hướng dẫn tự học ở đây, các khóa học ở đây, tài liệu trong cơ khí.org, tài liệu cũng rất là nhiều, các bạn chỉ cần gõ search ở chỗ này các bạn sẽ tìm rất là nhiều ha. Rồi ok, ngoài ra thì mình có bán trọn bộ học SolidWorks luôn, từ cơ bản tới nâng cao tới tất cả mọi thứ, và hầu như các bạn học theo cái bộ đó là các bạn đáp ứng được những cái nhu cầu của công ty, những cái công ty doanh nghiệp bây giờ nó đang cần, gần như là vậy. Rồi chúng ta sẽ apply hầu như là được những cái vị trí. Ok, bạn nào có quan tâm thì có thể là để lại bình luận rồi mình sẽ liên hệ nhé. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.